vị thân mến, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giữ bị can để tạm giam 4 đối tượng điều tra hành vi cướp tài sản, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Tiến Nam, 31 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương, Phạm Thành Tuân, 23 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam, Phạm Công Sản, trú tại tỉnh Thái Bình và Phạm Minh Tiến, 20 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa. Chiều ngày 8 tháng 10, 4 đối tượng này được Nghiêm Trọng Phượng, 46 tuổi, thường trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, gọi điện rủ đến nhà ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa để ăn nhậu, rồi sau đó đi đòi nợ cho Phượng. Các đối tượng mang theo hung khí đến trang trại bò của anh Hồ Hữu Hắc, 29 tuổi, ở phường Ninh Diêm. Tại đây, do không gặp được anh Hắc, một đối tượng đã đe dọa bóp cổ, vật ngã ông Hồ Dứt là cha của anh Hắc. Một đối tượng khác tìm chìa khóa xe ô tô bán tải của anh Hắc đưa cho Phượng để lấy xe mang về, thì bị tổ tuần tra của Công an phường Ninh Diêm phát hiện bắt giữ. Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nghiêm Trọng Phượng, cũng với tội danh cướp tài sản. Nguồn thông tin đến từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, thì bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của Công ty Cổ phần Đại Nam, đã đến trụ sở Bộ Công an trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc theo quy định. Thông tin từ báo Người Lao Động. Ngày 18 tháng 10, Bộ Công an đã gửi thư mời yêu cầu bà Hằng đến trụ sở làm việc vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên bà Hằng đã hẹn lại vào chiều 21 tháng 10. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngụ quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc sử dụng tài khoản cá nhân vận động từ thiện. Bà Hằng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã không minh bạch, không công khai, công bố kịp thời rõ ràng chứng cứ sử dụng nguồn tiền quyên góp. Trong đơn, bà Nguyễn Phương Hằng còn cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có hành vi xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ thiện. Riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu xử lý về hành vi làm nhục người khác, vu khống và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tiểu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đã kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền. Theo nam ca sĩ này, bà Hằng còn bị đặt loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỷ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng, ăn hối lộ, cấu kết mua giải trong cuộc thi The Voice, phản động. Ngoài ra, chiều 13 tháng 10, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có buổi làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an. Buổi làm việc được cho là liên quan đến nội dung Bộ Công an nhận được đơn từ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Tiếp tục sẽ là một thông tin đến từ báo Người Lao Động. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là lực lượng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an để khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc trên đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ sáng sớm, lực lượng công an đã phong tỏa bên ngoài khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc. Đây là doanh nghiệp nhập khẩu phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam. Được biết, việc khám xét này nhằm điều tra về hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ Công an. Ngoài ra, Công an cũng tiến hành bắt giữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc là Nguyễn Đức Duyên để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả, đến nay công an đã khám xét hàng loạt cây xăng ở nhiều tỉnh thành và khởi tố hơn 70 bị can về các tội danh theo quy định của Bộ luật hình sự. Cơ quan công an xác định các đối tượng trong đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng dầu giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn này đã đưa ra thị trường tiêu thụ gây tác hại đối với người tiêu dùng. Nhóm tội phạm buôn lậu xăng dầu trong đường dây này cũng đã lũng đoạn thị trường xăng dầu trong nước. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin nữa đến từ báo Người Lao Động. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thì đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp để phá ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp bao gồm nhiều đối tượng hình sự cộm cán ở Nghệ An và Thanh Hóa.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 10, hơn 60 cán bộ chiến sĩ, cảnh sát hình sự và công an huyện Quỳ Hợp triển khai lực lượng vây ráp khu vực đồi keo ở xóm Châu Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, nơi một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Khi phát hiện công an, các đối tượng lên ô tô 16 chỗ bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ được 19 đối tượng, thu giữ hơn 400 triệu đồng, 2 ô tô, 17 điện thoại di động, một bộ đàm và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Được biết, ổ nhóm đánh bạc này do Đào Thế Hồng, sinh năm 1967, trú xã Tam Hợp cầm đầu. Hồng có 9 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, đánh bạc. Các đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm của Hồng gồm các đối tượng có nhiều tiền án đến từ các huyện Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An và một số địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, tham gia đánh bạc còn có 6 quý bà. Giúp sức cho Đào Thế Hồng điều hành đường dây đánh bạc chuyên nghiệp này còn có con trai là Đào Xuân Tân, sinh năm 1992 và một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, sử dụng bộ đàm để liên lạc. Để vào được sới bạc do Hồng điều hành, mỗi con bạc phải nộp 1 triệu đồng cho đàn em của Hồng. Quá trình vây bắt, đối tượng Đào Xuân Hồng và con trai Đào Xuân Tân cùng một số đối tượng khác lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi đã chạy thoát vào rừng. Ngày 20 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức 2 tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng cầm đầu Đào Xuân Hồng tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ được Đào Xuân Tân khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, liên tục chương trình thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, thì tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận hơn 4.900 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An trở về. Tất cả đều đã được đưa vào các khu cách ly để rà soát, lập danh sách xét nghiệm, phân nhóm chuyển về các xã, thị trấn, nơi người dân đăng ký hộ khẩu thường trú. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Hiện tại, các khu cách ly tập trung do Ủy ban Nhân dân thị trấn Đầm Dơi quản lý có 6 khu, với số người đang cách ly 452 người. Để hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho người dân yên tâm cách ly phòng chống dịch, ngoài các chính sách hỗ trợ của các cấp các ngành, thì các nhà hảo tâm còn đóng góp tiền, vật chất trên tinh thần tự nguyện để vượt qua khó khăn trước mắt. Và thưa quý vị, còn tại Lâm Đồng thì đã có 898.106 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó mũi 1 là 808.510 người, mũi 2 là 89.956 người, đạt tỷ lệ lên đến 96,2% trên tổng số vaccine được phân bổ. Thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Cụ thể, vaccine AstraZeneca có 205.381 người đã được tiêm, chiếm tỷ lệ 108,7%. Vaccine Pfizer có 70.607 người được tiêm, đạt tỷ lệ 91%. 35.919 người tiêm vaccine Moderna, đạt tỷ lệ 101%. Và vaccine Verocell có 586.199 người đã tiêm, chiếm tỷ lệ 96,2%. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Dự kiến đến cuối năm 2021, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt khoảng 90% dân số trong độ tuổi cho phép. Còn tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, thì các phường xã cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và nhận được sự đồng thuận của người dân trên địa bàn ngay sau khi tiếp nhận nguồn phân bổ vaccine. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, các địa phương sau khi tiếp nhận danh sách số lượng người tiêm ở địa bàn các khóm ấp đã lên lịch tiêm chủng vào các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông và người dân không phải chờ đợi, cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các trạm y tế phường xã có rất đông người dân đến chờ tiêm vaccine COVID-19 dù thông báo ở các khung giờ khác nhau. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Long Xuyên tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do vậy, mỗi người dân không nên nóng vội, bình tĩnh, chờ đến lượt tiêm theo đúng thời gian mà địa phương đã thông báo, tránh tập trung đông người tại các điểm tiêm chủng, gây ảnh hưởng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Và thưa quý vị, tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tiếp tục tổ chức tiêm vaccine mũi 1 đợt 2 trên diện rộng cho người dân. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Theo đó, huyện Phú Tân tiếp tục được phân bổ thêm 25.485 liều vaccine Verocell của tập đoàn Sinopharm để tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 đến 60 tuổi của 18 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Như vậy, qua hai đợt phân bổ vaccine, huyện Phú Tân đã tiếp nhận gần 60.000 liều vaccine Verocell. Hiện nay, các xã thị trấn đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, góp phần sớm đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến cuối năm 2021 đạt 90%.